À, xin chào quý anh chị các bạn. À, thưa quý anh chị các bạn, hôm nay ngày thứ 6 tuần thánh, ngày tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Và năm nay giáo họ Giám Nội, giáo xứ Quần Phương, giáo phận Bùi Chu phụ trách tưởng niệm. Thì hôm nay mình đến đây mình quay lại một số hình ảnh để gửi đến quý anh chị các bạn. Thì hiện đây là giáo họ đang chuẩn bị để vào 8 giờ tối nay thì đoàn rước sẽ xuất phát từ nhà thờ giáo họ ra nhà thờ xứ. Có ba nặng nhỉ? 4 viên đồng. Đâu nặng nữa nhỉ? Đây là trang giá trên cao này. Đây là quan tài. Cứng chưa? Nhưng mà cái lúc bỏ xuống thì nó có dơ cái mặt ra không? Dơ mặt gỗ rồi. Đoàn rước của giáo họ Giám Nội. Năm nay giáo họ Giám Nội đây các giáo họ khác di tích thánh xác Chúa Giêsu.
nào người có tội lỗi gì mà chịu nằm quầy sao mây chạy người chúa tôi khi nào hồ đến nước trên trời nhớ đến tôi cùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
Amen.